Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm với mọi người một con game đó là Siêu Thần Mobile mọi người ạ. Thì mình thấy con game này cũng khá là nhẹ. Cả bản cập nhật với lại cả bản tải mới tầm khoảng chưa đến 200 MB. Mình không biết là con game này là về thể loại gì nhá mọi người ơi. Nam thử vào nào. Hiện tại là đang có đến S 60. Xem qua 60 rồi. Và chúng ta thử đi thử xem nào. Chúa công, bao đặt Wow, cho mình một cái tên thật ngầu nha. giọng rất hay các bạn, giọng giống kiểu giọng trẻ con ghê. Ok, thì đây mà Chúa game công, ba quy nhé các tiếp bạn. theo sẽ do tiểu nữ dẫn đường, hãy dắp vào phụ bảng nào. Ok, chúng ta đi phụ bản các bạn. Cho hai tướng gì đây, chưa chưa khi đọc được tên tướng các bạn ạ. Lữ Linh Khởi, con gái Lữ Bố. Wow, được phép các bạn. Game này cũng khá là nhẹ này. Khi tướng tích đủ năng lượng, có thể bắn vào đại chiêu để kích hoạt. Cái nhớ âm thanh được phết các bạn ạ. Đồ họa nhìn trông lạ mắt phết. Đây là lỗ túc của Ngô. Wow. Kết thúc thôi. Để bị đỡ thế nào. Wow. Chúa công, địch đông ta ít, chúng ta cần thêm người hỗ trợ. Chúng ta cần triệu hồi các bạn, nên là vào quán rượu để triệu hồi đây. Đêm tối thường bầu bạn với Wow, ta. đây là Thái Thái Sử Tử các bạn, nó cầm con giống đao con Trương Liêu ở bên kia. Wow, chúng ta đã nhận được tướng mới. Mau Ok. đến phụ bảng thử thân thủ nha. Vậy là chúng ta sẽ có 5 vị trí kèm với một cái vị trí của thần thú nữa các bạn ạ. Wow, khá là hay ho đây. Đây là Dragon Cát Lượng, đẹp thế. Trông cục xúc cũng phết đấy. Đây là cái tự phủ Vinh. Ủa, nó hồi máu các bạn ạ. Thấy trời hành đạo. Tay trời hành động. À, cái dòng xanh xanh ở dưới sẽ là dòng năng lượng các bạn ạ. Kết thúc thôi. Khi mà được ba cái xanh xanh này thì nó sẽ hồi được một cái lần ra skill nhá. 10 cái viên xanh 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 ở bên dưới này. À, ra Chúa vậy. công, thẻ ma vương sẽ hỗ trợ chúa công, hãy sử dụng với đội hình mình. Thẻ ma vương. Ủa, Trương Giác đây. Hay Nhận thế nhỉ. được thẻ chiến hồn, hãy thử trải nghiệm uy lực của ma vương nha. Đạo cụ. Wow, đây là một cái tính năng các bạn ơi rất là hay luôn. Bởi vì sao, chúng ta có thể là thêm được các cái tướng để phụ giúp vào cái đội hình của mình nếu mà đội hình mình có yếu ấy. Dã man nhỉ. Kiểu kiểu đây sẽ là cầm cung của bạn chứ không phải là búp nữa. Kinh nhật nhờ cái tính năng này. Nào, chúng ta cùng xem Trương Giác rồi các bạn ạ. Vãi cả trưởng, cái gì đây, game hay nhỉ cơ. Kết thúc thôi. Phá giải ba đạo. Của Trương Giác này dã man thế cơ. Mình chưa thấy một game Tam Quốc nào mình có tính năng này nha các bạn nhé. Chơi Chúa khá công khá lưu nhiều game ý, rồi. khi gom đủ số sao, có thể nhận thưởng bảo dương. Ok, nhận được một con gì đây? Một nhận được một con pet à? Được một con panda. Chúa công, chúng ta đã gom đủ mạnh tướng rồi, có thể hợp thành chiến tướng đó nha. Đây sẽ là một con. Ông thì phải nói, đôi thì phải ăn. Con panda các bạn ạ. Ôn thì phải nói, đôi thì phải ăn. Wow, người đã chúng thích ta đã thì nhận đừng được có tướng lăng mới. Mau đến phụ bảng thử thân thủ nha. Cũng may là có giọng người hướng dẫn cho mình đỡ cần phải đọc.
là chiến hồn vu cát này, chiến hồn của dương này, kinh nhỉ. Ma văn, đây là thuộc tính bị động, game rất là đáng chơi luôn các bạn ơi, rất hay đấy. Để xem ngược đỡ thế nào. Ủa, một là cái skin ở diện rộng. Thấy trời hành đạo. Phá giải bá đạo. Phá giải bá đạo, stun hết luôn. Để xem ngược đỡ thế nào. Kết thúc thôi. Wow, suýt nữa đi hẹo mất ông tanh này. thằng tanh. Có thưởng bảo sương mới, chúa công mau chóng nhận đi. Ok, đơn vị chính sẽ là kim cương nha các bạn ơi. Chúa công đã nhận được một ma vương có kỹ năng bị động. Mục đích của người đến đây là gì vậy? Hợp nha. À, đây là Trương Liêu đây các bạn ạ. Ma vương kỹ năng bị động, tức là sẽ khảm lên cho Trương Liêu. Trương đã Liêu được tăng giáp và có thể thêm khả năng tự phục hồi HP. Mau đi xem thử nào. Kinh nhờ. Game này nhiều cái hay. Bình thường là chúng ta sẽ đeo đồ đạc lên, nhưng bây giờ chúng ta khảm lên thẳng lên cho tướng. Trương Liêu đấy các bạn ạ. Trông cục xúc chưa? Nhí nhố chưa? Wow, cộng hẳn 60 máu liền. Kết thúc thôi. Vai nhờ. Đây là từ hoảng các bạn. Một cái hình tượng tướng Tam Quốc mà nó hoàn toàn lạ mắt luôn, rất là hay. Để xem người đỡ thế nào. Oh, không chế hết luôn các bạn ạ. Thấy trời thành đạo. Từ hoảng. Con này con cầm bắn súng. Nó xây dựng hình tượng khác hoàn toàn. Và mình thấy là nó mới lạ. Cũng cần là gọi cực kỳ đẹp mắt nữa. Chúa công, tiệm ma văn đã mở. Chúng ta đi xem nào. Trong tiệm ma văn có thể đổi rất nhiều kỹ năng đặc thù. À, chúng ta sẽ nhận được bỏ qua 45 kháng phép liền. Chúa công hãy bấm vào nhiệm vụ chính tuyến để nhận thưởng. À, nhưng mà chính tuyến nhận được ở đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm xem là có gì nhá mọi người ơi. Đây sẽ là tân thủ này các bạn ơi. Nạp lần đầu xem nào, có gì không. Đây, nạp lần đầu đây. Nạp lần đầu thì... tiểu thư trước giờ vẫn vậy, đừng cảm thấy kỳ lạ. Đây sẽ là tôn thượng hương. Tôn thượng hương nha các bạn. Chúng ta sẽ ghép 150 mảnh. Có 9 cái mà cứ. Đừng con nào. Che hết cả màn hình. Chúng ta sẽ có 4 sao các bạn nhé, 4 sao tướng nhé. Mà chúng ta cần phải là 150 mảnh mới ghép được. Cũng khá nhiều. Mười vạn tiền đây sẽ là ma văn. Coi như là chúng ta sẽ đổi lấy cái kỹ năng bị động. Pháp ma. Chí lực cộng 89, HP cộng 799. Ui, cộng nhiều thế. Sức mạnh cộng 178. Công này. Giáp này. Đây là sự kiện các bạn ạ. Đây là đăng nhập 7 ngày các bạn nhé. Sẽ có điểm kinh nghiệm của VIP này. Ai già. Này bày được cái gì đây? 300 được mấy thôi. 7 ngày liên tục. Ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại này. Đây là Lữ Linh Khở, con gái của Lữ Bố. Wow. Một tướng 4 sao. Đây là 7 ngày nha các bạn ơi. Từ khoảng Tuấn Úc. Ui, Tuấn Úc này. Tuấn Úc đang lấy là tướng phép. Đây là thấy hình tượng giống Orc. Con Orc này nhỉ? Vương Bình nhỉ?
Cẩn thận, ta cho người bay màu. Ta cho người bay màu. Tuấn Đúc. Trời lạnh rồi, con không tìm tri kỷ để sưởi ấm đi. Cái giọng ghi âm của dân vật này rất hay các bạn nhé. Rất là... mình không biết miêu tả thế nào thấy. Úi giời, bỏ 208 được có 319. Vãi cả trưởng. Ước nguyện thần bí. À, đây này các bạn này, tính năng này cũng giống như là một cái tính năng con game lần trước mình làm này. Tức là chúng ta sẽ chọn những cái mảnh mà chúng ta cần nhận các tướng chúng ta đang chơi. Sau ngày hôm sau chúng ta đăng nhập lại thì sẽ được chọn tiếp các bạn nhé. Rất là hay. Đây là mảnh Trương Liêu này. Chúng ta được có 2 lần này, tôi đã là 5 lần. Đây là trường hợp. Đây sẽ là ai? Lục Tốn. Quất thử đi. Đây cũng là một cái tính năng rất hay nhá các bạn. Đây là quà cấp. Đây là quà lực chiến. Thẻ tháng các bạn ạ. Mở máy chủ cũng là đầu tư kim cương. Ok. Phúc lợi đấu trường. Úi rồi. Lì xì hay quà rút dương. Đua top này. Hoàn trả nạp này. Tích lũy thẻ nạp này. Tiêu giá trị này. Vãi gì tặng nhiều thế. Phúc lợi tiêu phí cũng được nhận quà nha các bạn ơi. Rất là nhiều tính năng nhá. Ok, mình đã review cho mọi người rồi. Nhiều tính năng lắm. Chúng ta quay lại chợ hồ xem nào. Đẹp thật, cũng làm đẹp. Rồi, chào nhận được con tướng nào. Đem mấy cái cả trưởng. Ok, đây là 800. 800 thì mình được cơ. Chúng ta cùng xem nào, được cái gì nào. Hạ Hậu Uyên này các bạn. Thế kỳ đào của ta, có đẹp không? Rất là chất luôn. Tầng 3 sao, tầng 4 sao. Trần Cung Tào Tháo này. Quan Phụ Đại Kiều Hoa Đài. Thần Lý Hoa Đài. Ta rất thích đàn ông 6 múi. Ta rất thích đàn ông 6 múi. Chúng ta cùng xem điêu thuyền nhân mỹ nhân này là như nào. Ta có thể thử đặt ngươi vào tim của ta. Đặt ngươi vào tim của ta. Đây là Quan Vũ các bạn. Đại đao của ta. Wow. Là đại diện cho chính nghĩa. Đây sẽ là Quan Vũ. Trương Phi. Ta chỉ biết hỏi việc thêm nhà thôi. Trông cục xúc vãi cả trưởng luôn nha. Gọi là nhìn như bọt tót thôi này. Mà không cầm cái cây gọi là cái cây gì nhỉ. Cây của Trương Phi gọi là cái gì nhỉ. Không, cây trường thương Lưu Bị. Rượu cũng giống như kiến thức. Sống đến già, uống đến già. Lưu Bị này thì lại giống mình cảm giác giống hải tặc ghê. Tạo hình nhân vật rất là mới và hay ho luôn. Bách thang lên hỏi ông trời. Đây là người Lăng Thống. Khác họ sao chờ đợi chi. Ủa. Mất ngủ vì không có đối thủ. Mất ngủ vì không có đối thủ kìa các bạn ơi. Đây là mã siêu của chúng ta. Hay thế nhở. Vậy còn Lưu Bố ở đâu? Chúng ta không có Lưu Bố à? Già hủ. Trung chân hoa mã lương tuần úc. Không có Lưu Bố các bạn. Chúng ta cùng xem Can Ninh của Ngô xem nó như nào. Ta rất hài lòng với kiểu tóc hôm nay. Đẹp trai thế. Tuyệt vời. Game này hay ho. Có dấu gì đây? Có dấu. Ngươi là ai? Ta không biết. Ngươi đi ra đi. À đây là ghép lên. Nhưng thôi không có ghép đâu. À, chúng ta đi quánh phó bản tiếp nè. Chúng ta có chiến hội, nhiệm vụ, bang hội, thi đấu và khiêu chiến thí luyện các bạn ạ. Cũng khá là nhiều tính năng luôn. Nè, chúng ta quất thử nè. Đường ma hồn ấy. Ôi nhưng mà phí lắm nhỉ.
phí. Tính năng ma hồ đi kèm này mình cũng thấy là tự động ở góc trái phía dưới màn hình để các tướng tự động sử dụng kỹ năng. Hóa giải ma đạo. Ui giời. Kết thúc thôi. Hay hết. Không thoát đâu. Thấy trời. Cái lúc PK cảm giác hơi giật tập một chút nhưng mà không sao các bạn ạ. Giảm kháng. Không sao cả. Hơi giật một chút không nhưng mà không sao. Vẫn hay. Với một cái dung lượng game nhẹ không thể đòi hỏi hơn được các bạn ạ. Cái này là quá tuyệt vời rồi. Nãy mình thử một con game hơn 1 GB mà máy mình chạy còn không nổi luôn. Mình quay ra làm con game thấp. Review con game cao quá. Không chạy được. Kinh dị thật các bạn ạ. Ơi giời. Tần đang chơi. Hóa giải ma đạo. Hệ thống quái vật đây cũng rất lạ nha các bạn nhé. Dường như là trong game khác ấy, chứ không phải game Tam Quốc nữa. Thế trời hành đảo. Để xem người đỡ thế nào. Hóa giải ma đạo. Dã man trưởng chưa. Cẩn thận ra của ta đây. Thế trời hành đảo. Wow. Trương Liêu. Trương Liêu lại là lên làm tanh. Cũng không thấy là nó cho mình chọn nước nhỉ. Vào phát là tốt luôn. Mau đi đột phá thiên mệnh. À, chúng ta đi đột phá thiên mệnh cho Trương Liêu nha các bạn ơi. Mục đích của ngươi đến đây là gì vậy? À, như vậy là cái hệ thống này sẽ lên thêm một cam trắng đỏ tím vàng gì gì đó đấy. Bí ngân tinh lục. Mục đích của ngươi đến đây là gì vậy? Để tăng cấp kháng phép các bạn. À, cấp 13 mở mới lên được. Đây là các bảng tướng đây các bạn. Bộ luyện sư đôi vốn bao nhiêu sao đây? Thời tiết sao? Nóng quá. Chúng ta hãy cùng đi xem Lữ Bố xem nào. Tôn Sách này. Đây là Lữ Bố đây các bạn, Quái Dương này. Ma Vương Trương Giác. Thằng nào đam to thế? Viên Thiệu. Quân tử động khẩu, không động thủ. Quân tử động khẩu không động thủ à? Nghe nó cứ ngược gì. Siêu thần bạn, đây là cấp siêu thần nhá. Quân tử. Năng lượng hội tụ. Vậy lại một tính năng nữa các bạn nha, đây sẽ là cái review trước con tướng cho các bạn xem. Cũng chưa có một con game nào làm được như này, mình thấy thế. Mình review mấy cái con game Tam Quốc rồi này. Dã man. Sao game này nó game nhẹ, nó hội tụ nhiều tính năng hay vậy trời. Đấy nha các bạn ơi, thấy đi. Cái game này nó bá đạo chưa? Chúng ta đi cùng đi xem mấy con ở cuối cho nó. Đây chính là tôn sách. Chiến đấu với ta. À, chúng ta đi xem tôn sách này có kỹ năng gì nhỉ? Vũ khí chiến tranh công nghệ của giao tổ hợp. Cẩn thận tí nổ. Wow. Đẹp quá. Ủa, tôn sách này các bạn ơi. Đã tập một cao chế độ nha. Gây sát thương vật lý. À, bắn tanh. Đây gọi là tiểu bá vương tôn sách đấy các bạn.
cẩn thận tiếng nổ. Họ cho mình test tướng như này. Ăn tính của muội cho bao lớn nha huynh. Đây chính là Tiểu Kiều cơ. Quân tử đúng. Người Hoàng ta anh. Ta ngoài tiền thì chẳng còn gì. Chúng ta cùng xem kỹ năng của Ma Vương này xem nhé. Các ngươi bị lừa rồi. Vãi cái gì thế này? Game gì này? Hay vãi cả trưởng luôn các bạn. Kỹ năng hoàn toàn mới lạ luôn. Ui dồi, ném cả cục vàng vào đầu luôn. Kỹ năng bị động vậy. Giảm gì đó, giảm HP phải đọc. Không kịp. Hãy thả tim cho ta nếu người thích màu của bóng tối. Hãy thả tim cho ta, cũng như các bạn nếu mà thích mình thì hãy like và sub kênh cho mình nhá. Chúng ta có xem kỹ năng của trực giác mà. Xem tuyệt chiêu của ta. Wow, nãy mình xem rồi đúng không? Game bãi cả trường. Trận là cái game này có phải búp cho trực giác hơi nhiều. Kinh thế nhở, làm này bực thế nhở. Lì xì quá. 3 giờ anh vẫn còn chưa ngủ. Hãy thả tim cho ta. Ta ngoại tình. Quân tử anh. Kẻ đầu sách này. Chỉ bằng liên thiệu này. Nếu mua khóc. Bài văn cơ. Đánh nhân. Ta còn về đi ăn cưới. Đánh canh ta còn về đi ăn cưới. Xem ra cái đội ngũ Việt hóa này lồng tiếng game rất hay đấy. Nhìn quả con ngựa của Tôn Quyền này, nhìn bựa bắt các trưởng. Đằng sau người đàn ông thành công. À. Là người đàn bà ngồi không. Chúng ta cùng xem kỹ năng của Gia Cát Lợi nha các bạn ơi. Lôi đình vạn quân. Tấn công 3 kẻ địch. Sát thương toàn thể, kỹ năng 2. Ồ. Rất đẹp. Ma pháp lại băng. Ồ, đóng băng luôn. Gây sát thương phép và hất tung. Kinh nhờ Gia Cát Lượng này. Lôi đình vạn quân. Nơi là phù du. Ngu. Tự xem mình là nắng. Hạnh phúc là khi nhất quỷ nhạc có một tiến, cách để huynh đệ luôn này. Bộ giáp này thu thương, bài bạc đã túc 10 năm làm các quan phận. Ta có thể thử. Ta rất thích đàn ông 6 búi. Một tiểu thư tôi hãy bấm like cho ta để lượt chiến ta. Hãy làm thử thách 24 chủ tướng có trò gì vui cho đại, tiểu nữ đại chơi với. Cầm súng. Đại Kiều cầm súng ngắm các bạn. Ok, chúng ta cùng xem nhé. Một chiêu là chết. Headshot luôn các bạn ạ. Game ba quy nhưng mà xuyên không sang thế giới hiện đại mất rồi. Ui giời. Cái gì vậy? Đây chẳng phải là đội hình cương ngầu ta tìm kiếm sao? Đây là Quách Gia nha các bạn nha, một công thần của Ngụy. Chúng ta cùng xem nào. Ngươi có cảm thấy lạnh chưa? Ua. Đẹp vãi cả trưởng nha các bạn. Chỗ này nhiệt lỗi gì ấy. Ua. Này nó đóng băng như thì thôi rồi. Không làm gì được luôn. À này, bưởi búp giáp các bạn nhé. Buồn đau rồi cũng sẽ qua. Tư Hoàng. Nhìn hình em trắng nõn nà. Ngoài đời em giống đàn bà phía châu. Game này rất nhiều câu hay nhất, đây là câu của Điển Vi. Thật sự đây là một game mình phải nói là cũng tuyệt vời ông mặt trời mà. Hàng trước của chúng ta sẽ có hàng giữa và hàng sau. Kinh thật. Quay thử đi nhỉ, xem tỷ lệ ra có dễ không. Điền thế,
Rồi ok, chúng ta có một em 3 sao rồi. Chỗ chị em khuyên thật, đây là ra giường nằm cho quen mùi đất đi. Vương Nguyên Cơ các bạn. Chúng ta không đủ rồi. Người ta đang vào phó bản cứ ai thèm mấy cái đồng cùi bắp ấy. Chúng ta trở lại quay một lần nữa đi các bạn ơi, quất xem có được phát nữa. Ôi nhầm. Chúng ta chỉ có 5 vị trí. Ra cắt lượng. Ok, đã có một em sinh tươi mới rồi. Ui. Bỏ giải bắt đầu. Kết thúc thôi. Thấy trời hỗn đảo. Ui. Có kêu gì này? Thấy trời hỗn đảo. Để xem người thở thế nào. Đến đây là hết. Phải nói là rất ấn tượng luôn các bạn, không biết bình luận kiểu gì nữa. Chỉ việc nhìn chúng nó đánh nhau thôi. Nào, quất tiếp nào. Lần này mình sẽ chủ động ra skill hơn, đỡ phải tắt cái tự động này. Xem một skill của tướng 3 sao mình lấy ra này. Đến đây là hết. Wow. Đam to thế. Để xem người thở thế nào. Bay đi các con của quả giấy ba đầu. Ta tính năng gì không nhỉ? Đây là cái pháp trí lực cộng 59. Phi tiêu của ta có ở khắp mọi nơi. Wow, đây sẽ là lưỡi bông các bạn. Lưỡi bông mình nhớ bên kia là hệ hỏa đấy, phóng lửa châm lửa đó. Wow, kinh dị thật. Game mình nó làm mới hoàn toàn hết nha. Tăng 61% tốc độ đánh. Tăng nhiều đấy. Phá giải phá đầu. Tanh mà lại có hồi máu. Kết thúc thôi. Một đau thấy trời. Tha hồ đánh. Ui, lưỡi bông của chúng ta là ua. Để xem người thở thế nào. Nhưng mà rất tiếc. Đến đây là hết. 1200 máu. Quả 3 sao này đúng là tuyệt vời. Đám rất to. 3 sao mà. Chúa công, có tính năng mới đã mở. Hãy xem qua hướng dẫn của tiểu nữ nha. Mục đích của ngươi đến đây là gì vậy? Chúng ta cùng tăng cấp các bạn ạ. Tăng cấp từng lần cho tướng. Cái này thì game nào cũng giống game nào rồi. Doanh này là cái gì nhỉ? À, đây sẽ là giống như kiểu phản kích duyên tăng 1 sao. Mọi thuộc tính tướng cùng trận doanh cộng 1%. Tức là chúng ta sẽ sưu tập bằng này mà chúng ta cùng nâng lên 1 sao hết thì sẽ tăng 1%. Nên toàn tướng ngụy trời. Đạo nhân trông như là ác quỷ Dracula. Mình cảm giác như không phải game Tam Quốc mà là game gì nhỉ, ngày xưa chơi à? Có quân orc kìa nhỉ, orc xong người lính xong rồi cũng là game giống kiểu game đế chế nhỉ, cứ là quên game cái đấy đấy, nhưng mà game xây dựng dưới dạng đấy. Đã bàn trưởng 3 sao nè, lực trên 4000 nè. Hey, chỗ chị em khuyên thật, ra giường nằm cho quen mùi đất đi. Khảm cũng gỡ được nhé các bạn ơi. Mà chúng ta có thể tăng cấp được những cái này.
Ok, được rồi. Mình xin kết thúc video đây. Đánh giá chung là một con game này rất nhiều tính năng hay mà mới lạ nha các bạn ơi. Hệ thống nhân vật được làm mới hoàn toàn, không phụ thuộc vào những cái trước đó mà mình đã làm. Mình thấy là một cái trải nghiệm rất là mới mẻ luôn. Rất là tuyệt vời. Âm thanh với lại cốt truyện thì chắc là cũng giống như các cái game khác thôi, nhưng mà cái phần cách chơi nhiều cái tính năng mới đó, đánh giá là một game rất là tuyệt vời đấy. Đây thêm những cái nhân vật ví dụ như con panda này thì các game khác thì làm làm gì có, đúng không? còn lại gì nữa nhỉ? Ưu điểm của nó nữa là sẽ là game rất là nhẹ, phù hợp cho với lại anh em chơi máy cấu hình yếu. Cái phần khuyến mãi người chơi mới thì cũng khá là ổn đấy, mình thấy là khuyến mãi cũng nhiều, anh em đấy cũng có điều kiện nên nạp ít để ủng hộ cho game. Game thì thấy được khoảng 60 server, chắc là cũng game cũng khá mới thôi. Em có thể nhảy 1-2 server để trải nghiệm. Ok, mình sẽ kết thúc video ở nhá, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại. Một game rất là đáng chơi đấy anh em ạ, nên nhớ tải về nhá. Game Siêu Thần Mobile, bye bye.